trên lục ngải như này báo cáo các bác rằng là bây giờ người ta không có, người ta không phải rằng là đến cái mức mà như là nhóm hoặc là tổ hội sản xuất của chúng ta, tổ hội nhóm sản xuất thì rất nhiều, nhưng hiện bây giờ tại gia đình người ta đã làm thương hiệu dán trực tiếp theo một cái quả hội này, thế và bán thì nó chất lượng nó cao như vậy thì rất nhiều cơ hội bán. Thứ hai nữa là các bác cái gì thì hầu hết là các nơi cứ để những cái giá thành, nhưng cái mà cái được lợi nhiều nhất thì lại cứ quan tâm đến chính là cái sức khỏe con người, sức khỏe của chúng ta. Nói ngay như ví dụ như là cái vườn nhà bác nào mà giả sử như vườn nhà anh Bình chẳng hạn đấy, anh Bình mỗi một lần mà phun thuốc sâu thì tôi thấy rằng là ví dụ như nhà anh Bình mà nếu mà ở như vậy mà xung quanh cái vườn đấy mà để mình mỗi lần phun thuốc sâu thì chắc phải sơ tán hoặc là hứng chịu những cái hậu quả của thuốc sâu rất là lớn. Cái đấy là cái rất thực tế. Thế nhưng mà nếu mà sử dụng cái này thì một là chúng ta giảm được lượng thuốc sâu, thuốc bảo vệ thực vật, nó đã tốt được cho sức khỏe con người chúng ta bao nhiêu cái lượng bao nhiêu phần. Cái thứ ba nữa là ngoài cái việc tăng năng suất, tăng chất lượng và cái bảo vệ cái môi trường đất và giúp cho cái cây trồng của chúng ta kéo dài tuổi thọ, đấy là những cái mà chúng ta được nhiều nhất. Thì các bác qua cái hội nghị này chúng tôi cũng mong muốn quan tâm thêm. Thế và tới đây thì báo cáo các bác là có những sang tháng 8 này. Vừa qua thì chúng tôi thì mới bắt đầu triển khai của Tân Yên, nhưng báo cáo các bác là sau khi mà vải thu hoạch chúng tôi mới có ý kiến sang bên Trung Hoa và đâu đấy bên Mỹ, thì đề nghị với họ rằng là có nghĩa rằng là tiếp nhận để chúng tôi xuất khẩu cái vải của Phúc Hòa, nhất là cái hộ của anh Bình và hộ của anh Cường thì mang sang đấy. Nhưng mà do là một là cái thời gian thu hoạch của chúng ta hơi không nặng, hai là chúng tôi tiếp cận nó hơi muộn, đâm ra là bị chậm. Thì tuy nhiên là chúng tôi đã gửi mẫu sang đấy, đã gửi mẫu hai được hai mẫu vải sang đấy và ở bên đấy họ chấp nhận rất nhiều tốt, cái thị trường bên đấy nó chấp nhận rất tốt. Và hiện bây giờ như cái vải mà của Trung Quốc mà xuất sang bên Mỹ bây giờ bán khoảng 26 đô một cân, nhưng mà cái vải của họ rất là kém. Một là cái hạt nó to, cái cùi nó lại mỏng và cái đường nó thấp và cái gai nó lại xù xì và quả nó rất nhỏ. Quả thì ở bên đấy họ gửi mẫu sang bên mình thì quả nó to được có 1/6 rồi, nhưng mà thực tế là cái quả mình khi một cái kẹp cái thước ban men nguyên với đấy thì kẹp vào nó phải thậm chí có những quả mới là 3/6, 3/8 thôi. Các bác là như vậy. Thì tới đây thì tôi đề nghị bên Mỹ, thì bên Mỹ thì là họ đến ngày hôm qua là họ thông tin là họ đặt vé máy bay rồi, do cái dịch và bệnh rồi họ không sang được sớm. Thì sang tháng 8 này thì họ ở bên Mỹ họ sang công ty Smart Road họ sang trực tiếp, thì họ sẽ khảo sát cái vùng trồng của vải của chúng ta và họ có thể là họ sẽ giám sát trực tiếp và mở rộng cái đề nghị chúng ta là mở rộng cái vùng trồng và phải làm để đạt các cái tiêu chuẩn để họ đưa xuất khẩu sang bên đây. Thế và tiếp nữa rằng là đến tháng 9 thì kế hoạch của họ mở cái văn phòng đại diện của Sumangalo này vào tại Việt Nam và chuyên hỗ trợ cho chúng ta xuất khẩu cái nông sản Việt Nam này sang Mỹ, những cái nào mà xuất khẩu được. Đấy, thì trước mắt thì họ nói rằng là sẽ là có hai sản phẩm họ đang để ý đến, một là cái vải và cái buổi diễn. Cái buổi diễn thì được đánh giá được cao hơn hẳn, họ thích cái buổi diễn nhiều hơn. Thay mặt công ty thì chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là được phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện, tỉnh, các bác là chính quyền địa phương, nhất là các bác ở trong cái mạng của các bác là chủ nhà vườn. Thì tới đây thì chúng tôi sẽ tiếp tục mong muốn rằng là sẽ sát cánh cùng với cơ quan ban ngành cùng với tất cả các bác là chủ nhà vườn và phối hợp với ủy ban huyện sẽ xây dựng một chương trình hỗ trợ, chương trình hỗ trợ vừa về phía công ty vừa về phía huyện để chúng tôi vừa phát biểu tuyên truyền. Chúng tôi mong muốn là sẽ hỗ trợ để giảm cái gánh nặng cho các bác, để các bác không biết là đưa cái sản phẩm sạch này vào để chúng ta sản xuất và nâng cao chất lượng hoa quả của mình.